Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Thái Phạm. Thì rất vui được gặp lại mọi người trong cái buổi tối về thực chiến thị trường hàng hóa. Thì hôm nay để bắt đầu cho cái chương trình về phân tích thị trường thì mình sẽ đến với phần là những cái thông tin về cơ bản của ngày hôm nay. Thứ nhất là về cái chỉ số USD. Thì ở đây mình sẽ có một cái biểu đồ về USD. Ở đây là USD Index đang hiện tại đang giao dịch quanh cái mốc là 103,5. Phe bán đang trở nên chiếm ưu thế ngay tại vùng này. Thứ hai là cái việc Trung Quốc mở cửa lại ở các cái vùng mà biên giới quốc gia, và cái ngân hàng nhân dân của Trung Quốc là PBOC cho thấy một cái sự lạc quan xung quanh cái sự tăng trưởng cái tốc độ kinh tế của Trung Quốc. Thứ ba là cái chỉ số CPI của Mỹ hiện tại nó đang rất là quan trọng đối với cái tin tức của Fed dự hâu, trong cái bối cảnh là lạm phát hiện tại đang có cái dấu hiệu được kìm hãm lại đấy. Thì trong cái xu hướng của USD, mình lấy cái số liệu của từ tháng 2 năm 2022, đây giữa tháng 1 cho đến năm nay là cũng quanh quanh cái vùng là giữa tháng 1, thì dữ liệu của một năm của đồng USD, thì mọi người thấy là cái giai đoạn đồng USD nó bắt đầu nó tăng trưởng rất là mạnh, lên đến đỉnh điểm là quanh 114 này. Thì sau khi mà nó lên cái vùng này và nó giảm gãy khỏi cái trend tăng và nó bước vào một cái trend là điều chỉnh ngắn hạn, thì trong cái xu hướng điều chỉnh này mọi người để ý là cái xu hướng của USD nó điều chỉnh về lại vùng này quanh cái vùng là hỗ trợ của trung hạn, thì sắp tới USD sẽ cần thêm những cái thông tin từ cái thứ nhất là từ cái chính sách CPI này, thứ hai là những cái thông tin như là lãi suất Fed này để mà hỗ trợ cho cái sự hồi phục trong cái xu hướng giảm của đồng đô. Nghĩa là mình kỳ vọng thì một cái xu hướng nó sẽ có cái nhịp hồi phục, tăng rồi sẽ có giảm thôi, thì mình kỳ vọng ở đây xuất hiện cái nhịp phục hồi của cái đồng USD quanh 102 này, nó sẽ có một nhịp hồi phục lên trong cái giai đoạn này. Thì đó là sự kỳ vọng của mình. Thì tiếp theo mình sẽ đến với các cái chỉ số về các cái loại tài sản. Thì ở đây mình đang lấy một cái số liệu là từ tháng 12 cho đến tháng 1. Ở đây là từ tháng 12, cái chỉ số là các cái chỉ số như là USD hay dương, ở đây chính là cái trái phiếu chính phủ của Mỹ trong vòng 2 năm. Thì anh chị thấy là từ tháng 12 cho đến giờ cái chỉ số sức mạnh của trái phiếu chính phủ Mỹ thì nó cũng đang là giảm này. Thứ nhất là giảm 1,3%. Thứ hai là cái chỉ số USD cũng giảm đâu đó quanh gần 2%. Thứ ba là cái chỉ số SP 500 là bao gồm là chứng khoán 500 cái công ty top đầu của Mỹ thì là đang giảm 4,5%. Và cuối cùng giảm mạnh nhất đó chính là cái về giá dầu. Giá dầu là giảm từ tháng 12 đến giờ là giảm 10,5%. Trong khi đó cái loại tài sản mà tăng trưởng mạnh nhất từ tháng 12 đến giờ chính là vàng. Vàng đang tăng được 5%, hơn 5%. Rồi, thì sau khi mà mình đã thống kê một cái bức tranh như vậy thì mình sẽ có được là những cái loại tài sản nào nó đang mạnh hay đang yếu để mà mình đưa ra cái chiến lược mình giao dịch theo cái trend cũng như là theo cái xu hướng nó hiệu quả hơn. Rồi, tiếp theo là về nhận định về giá vàng. Giá vàng hiện tại đang có cái tâm lý là tăng giữa cái tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư đang có cái sự gia tăng. Thứ hai là lợi suất trái phiếu của kho bạc 10 năm hiện tại đang giảm xuống là 3,56% trong bối cảnh là các cái loại tài sản khác đang giảm đi cái sự hấp dẫn. Thì cái lợi suất trái phiếu này trong tuần trước là 3,71% và trong cái tuần này thì nó giảm xuống còn 3,56%. Có nghĩa là mọi người thấy là cái tốc độ về gia tăng giảm của lãi suất của trái phiếu Mỹ cũng đang trái phiếu chính phủ cũng đang giảm. Đây là xu hướng của 10 năm. Đây là trái phiếu 10 năm nha mọi người. Thứ ba là cái giá vàng nhận được nhiều sự chú ý trong cái bối cảnh là gia tăng cái kỳ vọng suy thoái kinh tế của Mỹ. Nghĩa là nhà đầu tư đang kỳ vọng là cái nền kinh tế nó bị suy thoái của Mỹ này do các cái số liệu trong cái tuần qua như là số liệu non-farm hoặc là tỷ lệ thất nghiệp, nó đưa ra một cái viễn cảnh là kinh tế Mỹ đang có cái khả năng là suy thoái cao, cho nên giá vàng nó được nhận được rất là nhiều sự chú ý. Ở đây mình sẽ có cái bảng số liệu là giá đóng cửa hôm trước là 1865, ở đây giá thay đổi trong vòng một năm là 400 này, giá mở cửa, giá bán, giá mua, đây biên độ của giá vàng trong năm 2 tuần. Rồi, anh chị có thể tham khảo cái bảng này. Rồi mình qua cái phần nhận định tiếp theo về giá dầu.
Thì giá dầu hiện tại nó đang có những cái thông tin như sau. Dầu tăng nhẹ trước những lo ngại về suy thoái kinh tế này trong đầu ngày thứ hai. Thứ hai là Trung Quốc mở cửa trở lại này. Xu win của cái ngân hàng của nhân dân Trung Quốc đang thúc đẩy cái kỳ vọng về nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Thứ ba là lạm phát của Mỹ, Trung Quốc sẽ rất là quan trọng để giá dầu có những cái xu hướng tiếp theo. Nghĩa là cái giá dầu đang chờ đợi những cái tín hiệu từ lạm phát của Mỹ và Trung Quốc thì sẽ đưa ra những cái tín hiệu cụ thể hơn trong cái xu hướng của mình. Và ở đây là cái bảng dự trữ dầu thô của Mỹ. Mọi người thấy là trong các cái ngày vừa qua, dự trữ dầu thô của Mỹ nó cũng đang có xu hướng là tăng hơn, tăng dần. Thì khi mà dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thì nó sẽ gây cho sự tiêu cực, khá là tiêu cực cho cái giá dầu. Đó, thì điểm qua những cái thông tin như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với phần là phân tích trên cái biểu đồ là kỹ thuật để mà mình đưa ra những cái chiến lược giao dịch trong ngắn hạn nó hiệu quả. Ở đây mình sẽ xem xét trên cái biểu đồ là các cái cặp tiền. Mình đang xem là cặp Euro USD này. Hôm nay mình sẽ xem qua bốn loại cặp tiền chính thôi: Euro, GBP, vàng và giá dầu trên cái cặp tiền là USD. Rồi, mình sẽ xem cái biểu đồ của USD, Euro USD. Thì mình sẽ xác nhận được là Euro USD hiện tại đang trong một cái trend tăng. Thứ nhất là cái đường trendline này, cái đường super trend này nó đang tăng này. Thứ hai, mình sẽ xem trên những cái tín hiệu khác để mà mình đưa ra những cái chiến lược nó hiệu quả hay không. Nhìn chung thì Euro USD đang ở quanh cái vùng là kháng cự, nhưng mà xu hướng vẫn đang còn trong xu hướng tăng, thì mình sẽ không có cái nghị bán ở vùng này, mình sẽ ưu tiên mua hơn. Đây, USD thì hiện tại đang ở quanh cái vùng là kháng cự. Thứ nhất là vùng tạo đỉnh ở đây, thứ hai, thứ ba, tạm ba đỉnh, và cái vùng này chính là cái vùng hỗ trợ. Thì mình sẽ ưu tiên là đặt một cái lệnh chờ mua buy limit. Rồi, mình sẽ đặt một cái lệnh chờ mua ở vùng này. Thì đây chính là cái vùng hỗ trợ của USD trong ngắn hạn. Thì khi mà mình kỳ vọng như thế nào, kịch bản tiếp theo sẽ là chốt lời quanh cái vùng 732 7300 là quanh cái đỉnh cũ này này nha anh chị. Thì mình sẽ đặt cái điểm stop chốt lời. Ok, mình chỉnh xong cái lệnh chốt lời ở quanh vùng này và cái điểm cắt lỗ của cái lệnh này sẽ là stop loss dưới dưới vùng này 6.000. Ok, mình sẽ chỉnh điểm stop loss luôn. Rồi, cái chiến lược giao dịch trong cái đồng Euro USD của tối nay chính là canh chờ mua ngay tại vùng hỗ trợ này trong một xu hướng tăng. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với cặp là GBP USD. Thì cái cặp GBP USD này hiện tại nó đang có xu hướng là test lại cái vùng kháng cự ở vùng này. Mình sẽ kéo một cái kênh trên line ra. Đây, anh chị có thể thấy là đây là một cái xu hướng mà cái cặp GBP USD nó bắt đầu nó break out qua cái kênh kênh tăng này. Sau đó đây, chỗ này kênh tăng. Thì khi mà nó vượt qua kênh này, mình có kỳ vọng nó sẽ test lại quanh cái vùng này. Thì mình sẽ đặt trước một cái lệnh là buy limit ở vùng này thì nó sẽ an toàn cho các nhà đầu tư mua theo xu hướng. Đây, buy limit ở vùng này. Cái điểm chốt cắt lỗ của mình nó sẽ là bên dưới cái kênh này nha mọi người. Đặt là 500 đi. 400. Rồi, cái điểm stop loss của mình sẽ là đâu đó quanh vùng này.
và mục tiêu chốt lời của mình sẽ là trên cái điểm, cái đỉnh cũ này. Mình sẽ dời cái điểm stop loss xuống cái vùng an toàn một chút là 300, để tránh các cái trường hợp là bị tay to người ta đánh stop out của mình. Mục tiêu chốt lời của chúng ta sẽ là 122 100. 22 100. Ok. Như vậy là chúng ta đã set up xong một cái lệnh, hai lệnh chờ cho tối nay. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với cặp là vàng. Vàng thì hiện tại đang ở quanh cái vùng là kháng cự. Kháng cự của biểu đồ ngày. Mọi người nhìn xem trên cái biểu đồ ngày. Thì đây chính là cái điểm mà kháng cự của biểu đồ vàng. Thứ nhất là ngay vùng kháng cự. Thứ hai là mình nghĩ vàng nó sẽ cần một cái nhịp điều chỉnh để mà test lại cái vùng mà 1861 này. Cái là trong tối nay giá vàng sẽ có một cái nhịp chỉnh mạnh, chỉnh nhẹ về vùng này. Cho nên mình sẽ ưu tiên là các lệnh bán hơn. Thì đây là một lệnh đi ngược xu hướng cho nên mình đánh giá đây là một cái lệnh khá là rủi ro. Cho nên nhà đầu tư cần phải có những cái chiến lược là bảo toàn vốn cũng như là nên cắt lỗ khi mà giá nó vượt lên trên cái vùng đỉnh cũ. Đây mình sẽ kéo một cái trendline như thế này. Thế như vậy là chúng ta đã có một cái trendline của vàng. Thì nếu mà chuẩn xác hơn thì nó có thể nằm đâu đó dưới này một chút. Đây, thì những cái đoạn mà gặp cái vùng mà kháng cự thì nó sẽ có nhịp, một cái nhịp giảm về. Thì ở đây mình cũng đang kỳ vọng cho một cái nhịp điều chỉnh về, chỉnh nhẹ về cái vùng hỗ trợ hiện tại là quanh 1861. Cho nên mình sẽ ưu tiên là bán ở vùng này. Bán vùng này, nhưng mà cái điểm cắt lỗ của chúng ta phải là trên cái đỉnh này để mà mình bảo toàn vốn trong những cái trường hợp mà giá vàng nó tiếp tục có xu hướng tăng thì mình phải thoát ra. Sell. Mình sẽ cho một cái lệnh bán giá vàng. Đây. Mục tiêu của chúng ta sẽ là 1863. Cho an toàn. Và cái điểm cắt lỗ của mình sẽ là rơi trên này. Vậy là chúng ta đã setup xong. Thì tầm khoảng hiện tại mình đang làm là khoảng 6 giờ thì có thể là khoảng 10 giờ đêm nay thì chúng ta sẽ xem được là cái kết quả của giá vàng nó có biến động là giống như là mình đang phân tích hay không. Thì tối nay thì mọi người sẽ biết được kết quả thôi ngay tại thời điểm mà cái video này phát sóng trực tiếp. Rồi tiếp theo là về giá dầu. Thì hiện tại thì mình đánh giá là giá dầu nó bắt đầu cho một cái tín hiệu tăng khi mà cái đường này chuyển sang màu xanh này. Và ở đây nó bắt đầu vượt qua cái vùng kháng cự rồi tạo thành một cái kênh tăng khá là đẹp ở đây. Thường thường cái mục tiêu tiếp theo của giá dầu nó sẽ là quanh vùng này thì mình sẽ ưu tiên các cái lệnh mua ngay tại vùng này và chốt lời trên vùng này. Thì khi mà mình thấy cái xu hướng dầu nó tăng lên như này mình kỳ vọng nó về đây, mặc dù là mình nghĩ là nó sẽ về đây thôi nhưng mà mình cũng không nên là bán khống xuống nha mọi người. Nghĩa là mình nếu mà mình đi bán ở đoạn này mình kỳ vọng là nó chỉnh xuống đây mình bán đi thì nó sẽ lời, thì không nên như vậy. Bởi vì khi mà mình giao dịch như vậy thì mình đang đi ngược xu hướng, và khi mà mình đi ngược xu hướng thường là nó rất là rủi ro cao. Đi ngược xu hướng thì rất là khó kiếm lời, và cái bài học về đi ngược xu hướng thì đôi khi là rất là đắt. Đôi khi mình chỉ muốn đánh nhỏ nhỏ cho vui thôi, nhưng mà khi mà nó lên xu hướng của mình đi ngược xu hướng lại là thường thường là những cái con lỗ rất là nặng. Cho nên mình không khuyến khích nhà đầu tư đi ngược xu hướng. Cho nên thay vì như vậy mình sẽ khuyến khích mua, đặt lệnh mua, chờ mua ở vùng này. Mình sẽ đặt một lệnh mua vùng này. Và mục tiêu chốt lời của chúng ta tiếp theo US. Mục tiêu chốt lời cắt lỗ 74.
Mục tiêu chốt lời của chúng ta sẽ là 77 đô trên cho cái giá dầu. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả trong tối nay. Rồi. Ngoài phân tích ra thì mình cũng có thể xem trên những cái tín hiệu khác, chẳng hạn như trên sóng Elliott này. Sóng Elliott thì cũng đang bắt đầu xuất hiện cái đường là super trend tăng này. Ở đây xuất hiện phân kỳ này, phân kỳ và tăng. Những cái đường mà màu đỏ này chính là phân kỳ nhé anh chị. Đây. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng là xem lại các cái biểu đồ khác thôi. Giá vàng thì vẫn đang giảm. Ở đây mình đang kỳ vọng một cái nhịp là chỉnh trong ngắn hạn thôi. Chỉnh về vùng này là đẹp. Khá là hợp lý. Mình cùng một cái biểu đồ trendline xem. Ok, như vậy là xong. Chúng ta đã setup xong các cái lệnh cho tối nay. Thì ở đây là cái bài học về phân tích về chiến lược giao dịch trong thực chiến của mình. Thì bây giờ mình chỉ cần là ngồi xem khoảng một vài cái biến động trong cái ngắn hạn sắp tới thôi. Rồi chúng ta sẽ sắp kết thúc cái video ở đây. Thì mình sẽ chờ thêm 1-2 phút nữa để mà xem cái tín hiệu của giá vàng. Nó có đi đúng như là kỳ vọng của mình hay không. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc video. Thì ngoài cái cách mà mình sử dụng các cái chỉ báo này thì mình sẽ nói sơ qua về một vài những cái phương pháp khác nhau nữa. Chẳng hạn như là mình có thể dùng phân tích đa khung thời gian. Chẳng hạn nếu như anh chị mà trader lâu lâu ngày rồi, chuyên nghiệp rồi, thì mình cũng có thể sử dụng cái phương pháp là trade theo khung thời gian, đa khung thời gian. Ở đây bây giờ ví dụ mình sẽ bật qua một cái biểu đồ nến ngày, thì mình sẽ thấy là nến ngày đang trong một xu hướng tăng. Rồi mình bật cái biểu đồ 4 giờ, mình thấy biểu đồ 4 giờ nó đang xuất hiện những cái cây nến rất là dày ở đây. Cái nến này nến thế, nến treo cổ này, nến đảo chiều này, và cái nến sau một cái nến rất là đậm, nến búa ngược. Thì khả năng tiếp theo cái nến 4 giờ này sẽ là một cái nến giảm giảm về đâu quanh vùng này, xong rồi cuối giờ cuối phiên nó có kéo lên trên này hay không thì mình không đoán được, nhưng mà mình chỉ biết là trong ngắn hạn cái nến 4 giờ này khả năng cao nó sẽ về lại quanh 1864 này. Rồi mình sẽ bật với được 1 giờ, thì 1 giờ nó cũng đang là hỗ trợ cho cái xu hướng giảm này luôn. Đó, anh chị thấy khi mà mình bật qua đến biểu đồ 1 giờ mình sẽ thấy là những cái tín hiệu nó cụ thể hơn. Chẳng hạn như ở đây mình có thể dùng là Fibonacci thoái lui.
Rồi, hầu như Fibonacci thoát lui thì ở đoạn này thì mình thấy chưa có tín hiệu gì nhiều, cho nên mình cũng không thể khuyến khích được, không thể khuyến nghị dựa trên Fibo được. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái phương pháp như là phân tích đa khung thời gian thôi. Bây giờ mình sẽ phân tích trên cái cặp khác nha. Đối với cặp RUD, bây giờ mình sẽ biểu đồ là ngày trước nha. Thì mọi người nhìn thấy là trên cái biểu đồ ngày nó cũng đang quanh cái vùng là kháng cự ở vùng này tới vùng này, chính là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Mình sẽ xem trên biểu đồ 4 giờ. Biểu đồ 4 giờ thì cũng chưa có tín hiệu trên cái đường trendline này. Mình sẽ bật vào biểu đồ 1 giờ. Đây, biểu đồ 1 giờ thì nó đang xuất hiện cái vùng kháng cự này. Ở đây đang xuất hiện là ba chạm, một chạm, hai chạm, ba chạm. Thì vùng hỗ trợ tiếp theo mình sẽ kỳ vọng mua và chốt lời ngay tại vùng đỉnh cũ của lần chạm này. Ok, giờ thì mình chỉ là theo dõi thôi, chứ mình cũng không nên phân tích quá nhiều, bởi vì khi mà mình phân tích quá nhiều thì mình lại bị rối cũng như là bị phân tâm theo cái thị trường, mà mình đưa ra những cái chiến lược sau này nó lại mang tính là không có còn khách quan nữa. Rồi, video của mình đến đây cũng đã hết. Thì nếu mà anh chị muốn theo dõi những cái tín hiệu cũng như là chỉ báo của mình thì có thể đăng ký cái thông tin của mình bên dưới, cái đường link bên dưới để mà chọn cái mục là chuyên gia, là Thái Phạm để được tham gia vào cái room cũng như là tư vấn trực tiếp từ mình trên cái thị trường khá là tiềm năng. Mình đánh giá là tiềm năng đối với những cái nhà đầu tư mà có kinh nghiệm và đầu tư lâu năm. Còn đối với những người mà mới tham gia thị trường thì đây sẽ là một kênh tương đối là khó kiếm lời một cách ổn định. Ok, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.